Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Nóng cùng Auto Daily và tôi là Tuấn Trọng. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ có 5 nội dung chính như sau: lô xe VinFast Fadin đầu tiên tới tay người tiêu dùng, Honda Brio ra mắt thị trường Việt, Mazda CX-8 lắp ráp trong nước chốt giá từ 1,149 tỷ đồng, Subaru Forester 2019 đã có mặt tại trường Việt Nam, và cuối cùng là một tin khá bất ngờ, xe Hàn tiếp tục chiếm đỉnh bảng về chất lượng. Và trước khi đến với những thông tin chi tiết, các bạn hãy dành 15 giây cho quảng cáo. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. Đầu tiên là những thông tin liên quan đến VinFast. Vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, VinFast chính thức tiến hành bàn giao 650 xe Fadin cho những khách hàng đầu tiên trong một chương trình được tổ chức quy mô tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, VinFast cũng tổ chức chương trình lái thử dành cho những khách hàng quan tâm tới mẫu xe này. Fadin là mẫu xe ô tô đầu tiên của VinFast được bàn giao tới tay khách hàng. Xe được trang bị động cơ 1.4 lít công suất 98 mã lực, đi kèm một số tự động vô cấp CVT cùng nhiều tính năng an toàn tiên tiến như là 6 túi khí, công nghệ phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, chức năng chống trượt, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. VinFast Fadin hiện có giá bán từ 395 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và có thể lên đến 472 triệu đồng khi được trang bị full option. Tiếp đến là thông tin liên quan đến Honda Brio, cũng là một mẫu xe hatchback cỡ nhỏ. Sau gần một năm xuất hiện tại triển lãm Việt Nam Motor Show, Honda Brio cuối cùng cũng được đưa về thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu từ Indonesia và có giá bán từ 418 triệu đồng cho bản thấp nhất và cao nhất là 452 triệu đồng cho bản RS 2 màu. Ngoài ra, nếu muốn các bạn có thể bỏ thêm 2 triệu đồng để tùy chọn thêm màu sắc cá tính hơn. Có thể nói về thiết kế ngoại thất thì Brio rất bắt mắt. Tất cả các phiên bản của Brio thế hệ thứ hai đều trang bị giải đèn LED định vị ban ngày. Bản tiêu chuẩn G trang bị la răng hợp kim nhôm 14 inch, thiết kế 3 chấu lớn, còn bản RS và RS 2 màu được trang bị la răng 15 inch đa chấu. Đối với bản RS thì các chi tiết khác biệt được thể hiện ở mặt ca lăng phủ sơn đen, nẹt thân xe, ốp cản sau và cánh lướt gió. Trong khi đó, không gian nội thất ghi điểm một sự thoáng đãng, rộng rãi, nhưng đáng tiếc là trang bị còn khá sơ sài. Về khả năng vận hành thì Brio sử dụng động cơ 1.2 lít 4 xi lanh Ivtech, công suất tối đa là 89 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại là 110 Nm tại 4.800 vòng trên phút, đi kèm số CVT. Ở khía cạnh an toàn, Honda Brio cũng chỉ là trang bị cơ bản với hai túi khí phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Tiếp đến là thông tin liên quan đến Mazda CX-8. Trước khi chính thức ra mắt thị trường thì giá bán của Mazda CX-8 đã chính thức được công bố. Cụ thể, xe sẽ có 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium. Bản Deluxe có giá là 1,149 tỷ đồng. Bản Luxury có giá là 1,199 tỷ đồng, bản Premium một cầu có giá 1,349 tỷ đồng và bản Premium hai cầu có giá 1,399 tỷ đồng. Hiện chưa có thông số chính thức, nhưng trang bị tiêu chuẩn của xe có thể bao gồm la răng 19 inch, đèn pha, đèn sương mù, đèn hậu dạng LED, chìa khóa thông minh, điều hòa 3 vùng tự động, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Thaco chưa tiết lộ các phiên bản động cơ cho khách hàng lựa chọn, nhưng nhiều khả năng thì Mazda CX-8 sẽ chỉ có duy nhất bản động cơ 2.5 lít Skytype G 4 xi lanh công suất 192 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại là 257 Nm tại 3.250 vòng trên phút, đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp. Với mức giá từ 1,149 tỷ đồng thì Mazda CX-8 đắt hơn bản cao cấp nhất của Honda CR-V là khoảng 57 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn sẽ tiếp cận với những đối thủ SUV hạng D như là Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport hay là Hyundai Santa Fe. Mazda CX-8 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Chu Lai ở Quảng Nam. Và tiếp theo là thông tin liên quan đến Subaru Forester. Phiên bản 2019 của mẫu xe này đã được đưa về Việt Nam với 3 phiên bản 2.0 IL, 2.0 ES và 2.0 ES iSize, đi kèm giá bán từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng. Với việc có giá bán tốt hơn so với trước đây và vẫn được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan thì Forester thế hệ mới sẽ tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V. Hiện có giá bán từ 983 triệu đồng đến 1 tỷ 093 triệu đồng. Hyundai Santa Fe có giá bán từ 995 triệu đồng đến 1 tỷ 245 triệu đồng. Và Mazda CX-5 giá từ 899 triệu đồng đến 1 tỷ 019 triệu đồng. Và theo kế hoạch thì Subaru Forester 2019 sẽ được giao tới tay khách hàng vào tháng 7 tới. Cuối cùng là một thông tin liên quan đến xe Hàn. Xe Hàn chiếm đỉnh bảng chất lượng, bạn có tin không ạ? Nhiều người quan niệm rằng là xe Hàn kém chất lượng so với xe Đức và xe Nhật. Tuy nhiên, có lẽ họ sẽ phải thay đổi quan niệm của mình khi xem bảng xếp hạng mới nhất về chất lượng do JD Power vừa công bố. Cụ thể thì vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, JD Power, hãng nghiên cứu số liệu thị trường nổi tiếng của Mỹ, công bố kết quả khảo sát hàng năm về chất lượng ô tô tại Mỹ. Genesis, Kia và Hyundai, ba thương hiệu cùng một tập đoàn Hàn Quốc chiếm 3 vị trí đầu tiên. Điều đặc biệt là ba thương hiệu này giữ nguyên vị trí từ bảng xếp hạng năm 2018. Khảo sát được thực hiện dựa trên 90 ngày đầu tiên sở hữu xe và những hỏng hóc hay bất kỳ vấn đề gì phát sinh trong thời gian này. Genesis, thương hiệu hạng sang của Hyundai, chỉ có 63 rắc rối trên 100 xe,
Con số này thì đặc biệt có ý nghĩa bởi vì là mức trung bình của toàn ngành là 93/100. Đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là Kia và Hyundai với con số tương ứng 70/100 và 71/100. Hai thương hiệu còn lại trong top 5 thuộc Ford 83/100, Lincoln 84/100. Ngoài ra thì Chevrolet, Dodge, Buick, cả ba thương hiệu của Mỹ và bộ ba thương hiệu Nhật là Nissan, Lexus cùng Toyota đều có tỷ lệ rắc rối thấp hơn mức trung bình của toàn ngành. Các hãng xe Đức còn lại có tỷ lệ đáng buồn, Mercedes là 94/100, Porsche là 96/100, vượt đôi chút so với mức trung bình. Cao hơn nữa là BMW 102/100, Audi 106/100, Mini 107/100 và Volkswagen là 113/100. Vừa rồi là những thông tin nóng cùng Autorally và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Các bạn đừng quên đăng ký cũng như rung chuông kênh YouTube của Autorally để có thể liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới.